Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay cách đây 79 năm, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về quyền độc lập, tự do, quyền dân tộc tự quyết của Việt Nam, thể hiện cho khát vọng cháy bỏng, không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử là một dấu mốc quan trọng của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh, giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước. Mừng ngày Tết độc lập, hôm nay các địa phương trong cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực. Còn trước đó, vào tối qua ngày 1 tháng 9, chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-2024 đã diễn ra tại 3 điểm cầu, khu lưu niệm đoàn tàu không số, lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và khu lưu niệm đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Với chủ đề niềm tin và khát vọng, chương trình gồm 3 chương: Đi vinh quang, ở anh dũng, nghĩa nặng tình sâu và hành trình tiếp nối. Thông qua các tiết mục sân khấu hóa, những thước phim tư liệu quý và chia sẻ của nhân chứng lịch sử, cầu truyền hình mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Geneva trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam năm xưa đã không ngại hy sinh gian khổ để ra Bắc học tập, công tác, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị lực lượng mọi mặt tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước cho nền độc lập, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Văn Bàn năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức đã tái hiện không gian văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc tại địa phương, để lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách khi đến với ngày hội. Là một trong 22 đoàn tham dự hội thi văn nghệ quần chúng, đoàn xã Nậm Tha mang đến hội thi 3 tiết mục: Múa chuông trống sắc màu bản dao, trích đoạn đón dâu vào nhà và tốp ca người Dao vui trong ngày hội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng màu sắc truyền thống đặc trưng của đồng bào người Dao, các tiết mục của đoàn văn nghệ xã Nậm Tha đã để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách. Các tiết mục văn nghệ hôm nay các bà con biểu diễn rất là hay và mang đậm đà bản sắc dân tộc, giống như là dân tộc Tày, dân tộc Dao, dân tộc Thái và dân tộc Kinh. Tôi rất là mong là thường xuyên có những ngày hội biểu diễn vui chơi như này để bà con đến vui chơi giải trí. Xã quan tâm huy động các chị em phụ nữ đến tập tại nhà đa năng của xã để giúp chị em làm quen với sân khấu, giúp chị em tự tin hơn. Mọi người đều mong muốn là mang cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình lan truyền cho tất cả dân tộc khác. Song song với các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống, không gian trưng bày và bán các sản phẩm đặc sản của huyện Văn Bàn cũng thu hút đông đảo người dân tham quan mua sắm. Đối với xã mình thì cũng chuẩn bị rất là nhiều các mặt hàng để tham gia trưng bày và cảm thấy rất là phấn khởi và hy vọng là lễ hội sẽ được duy trì trong các năm tiếp theo để cho nhân dân của xã mình nói riêng và của huyện Văn Bàn nói chung là sẽ có cơ hội được giao lưu, được hỏi và dịp lễ sẽ không phải đi chơi xa nữa. Với chủ đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Văn Bàn gắn với phát triển du lịch, ngày hội là dịp để các địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện, quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Văn Bàn. Thời gian tới và những lần tổ chức tới thì huyện sẽ tính là sẽ tổ chức các chuỗi, các sự kiện tại các địa phương để tạo các điểm nhấn, thế rồi là góp phần để giới thiệu các nét đẹp, thế rồi các thế mạnh của từng địa phương để giới thiệu với du khách cũng như là góp phần phát triển du lịch tại các địa phương trong huyện. Cùng với việc tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc, thời gian tới, huyện Văn Bàn hướng đến xây dựng thêm nhiều các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao nhằm thu hút du khách đến với Văn Bàn.
Chiều ngày 1 tháng 9, tại làng ẩm thực quốc tế thuộc dự án Công viên Văn hóa Mường Hoa Sapa đã diễn ra chương trình xiếc Mường Hoa Cổ Tích, một sự kiện nghệ thuật đặc biệt trong chuỗi hoạt động của lễ hội mùa thu Sapa năm 2024. Mường Hoa Cổ Tích là show diễn được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, kể về chuyến hành trình phiêu lưu khám phá của một nhà thám hiểm mang tên Trải, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Qua sự thể hiện của 34 nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, những màn trình diễn độc đáo, đòi hỏi tài năng phi thường như nhào lộn, thăng bằng, đu trên cao đã đem đến cho khán giả một bữa tiệc nghệ thuật đa cảm xúc tại thung lũng Mường Hoa với độ cao 1.330m. Em thấy rất hay và có rất nhiều màu sắc ạ. Em cảm thấy rất mạnh nhãn và vui vẻ. Em đã được Sapa bao lần và cảm giác rất thân quen. Em thấy Sapa có nhiều phong cảnh rất là đa sắc và đa dạng. Đặc biệt em thích nhất là về những cái ngọn núi có bậc thang ạ. Nó rất là đẹp. Xem chương trình xiếc này tổ chức ở đúng ở thung lũng Mường Hoa thì rất là ý nghĩa và chương trình này diễn ra rất là hay và mang đến những tiết mục rất là đặc sắc cho các bạn thiếu nhi và cũng là tổ chức ở thung lũng Mường Hoa là quảng bá được cái điều kiện khung cảnh và các cảnh quan của Sapa đối với tất cả mọi người khách du lịch cũng như các địa phương khác. Mường Hoa Cổ Tích không chỉ là dịp để du khách thưởng thức nghệ thuật mà còn là cơ hội khám phá thiên nhiên và văn hóa độc đáo của vùng đất Sapa. Chương trình sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện mùa thu của tỉnh, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với Sapa trong dịp lễ. Chương trình diễn ra từ 16 giờ đến 18 giờ ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 tại đường Thổ Cẩm, làng ẩm thực quốc tế, dự án Công viên Văn hóa Mường Hoa Sapa, phường Cầu Mây, thị xã Sapa. Thưa quý vị, 28 viên chức sự nghiệp y tế vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hưởng phụ cấp đãi ngộ năm 2024 theo chính sách thu hút đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Trong số này có 7 người thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, 9 người thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền, 4 người thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng, 8 người thuộc Bệnh viện Đa khoa của các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn, Bát Sát, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế căn cứ mức đãi ngộ được phê duyệt theo danh sách và thời gian viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn năm 2024 để xác định số tiền được hưởng hàng tháng đối với từng viên chức theo quy định. Tính đến hết ngày 31 tháng 8, Công an tỉnh đã thu nhận được hơn 120.000 hồ sơ cấp căn cước cho công dân trên địa bàn. Trong đó, 67.360 công dân dưới 6 tuổi, gần 49.500 trường hợp từ 6 đến dưới 14 tuổi, trên 4.000 trường hợp từ 14 tuổi trở lên. Ngoài ra, cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là 2 trường hợp. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an tỉnh vẫn tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho người dân. Ngoài điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Công an các huyện, thị, thành phố cũng tổ chức các điểm cấp cố định và lưu động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm căn cước. Dự báo trong tháng 9, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng kỳ, tương đương từ 2 đến 3 cơn, tuy nhiên ít có khả năng ảnh hưởng đến Lào Cai. Tuy vậy, tháng 9 tại Lào Cai, thời tiết được dự báo tiếp tục có một số hình thái nguy hiểm, cùng với khả năng xuất hiện 1 đến 2 đợt nắng nóng trên diện rộng. Dự báo trong tháng xảy ra từ 2 đến 3 đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài từ 2 đến 4 ngày. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Người dân cũng cần đề phòng các đợt mưa dông gây ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, lễ khai giảng và năm học mới 2024-2025 sẽ chính thức bắt đầu. Đây cũng là thời điểm chính quyền địa phương, các cấp các ngành, đoàn thể cùng nhiều nhà hảo tâm có nhiều hoạt động thiết thực để tiếp sức học sinh đến trường. Những phần quà ý nghĩa sẽ giúp nhiều học sinh nghèo ở địa bàn đặc biệt khó khăn vững tin bước vào năm học mới. Hôm nay, bạn Thu Hà cũng như nhiều bạn thuộc diện khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Cang đã nhận được những phần quà ý nghĩa từ chương trình thiện nguyện tiếp sức em đến trường. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn đối với các em trước thềm năm học mới. Em được tặng cặp sách, bút, vở và hộp bút và tiền. Em cảm thấy rất vui.
Với những món quà như này có thể khiến em thêm động lực học tập và khiến em học tốt hơn. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Cang có hơn 324 học sinh. Trong số này, nhiều em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Do vậy, trước thềm năm học mới, sự chung tay, tiếp sức với những món quà thiết thực không chỉ sẻ chia khó khăn, thiếu thốn, mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng để thầy và trò nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới. Những cái món quà như là vở ghi, hay là cây lọc nước, hay là cái ga giải giường cho học sinh bán trú. Đây là những cái vật dụng hết sức cần thiết cho học sinh bán trú cũng như là học sinh nhà trường. Có được những cái đồ dùng này ấy, thì nhà trường cũng như các thầy cô giáo sẽ bớt đi rất nhiều những lo lắng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Với tình cảm và sự sẻ chia đối với học sinh nghèo ở địa bàn khó khăn, từ sự kêu gọi vận động của chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa, trong đó hơn 40 suất quà cùng nhiều thiết bị học tập với tổng số tiền trị giá 120 triệu đồng đã được Hội Thiện Nguyện 1979 trao tận tay đến thầy cô và các em học sinh. Thông qua chương trình này thì hội mang đến những cái tình cảm rất là yêu quý đến gửi đến các con và cùng các toàn thể các thầy cô trong trường để trao những phần quà để cho các con trong đón năm học mới để tự tin học tập để vươn tới một cái tương lai tốt đẹp. Năm học mới đã cận kề, những phần quà ý nghĩa từ các tổ chức cá nhân không chỉ giúp cho học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường mà còn là niềm động viên lớn giúp các em vượt qua khó khăn, thi đua học tập, rèn luyện tốt. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Một trong những hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến với cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong tuần văn hóa du lịch năm 2024 là hội thi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Với chủ đề bảo tồn di sản, tinh hoa bản sắc, hội thi tái hiện các nghi lễ truyền thống như nghệ thuật búa khen của người Mông, lễ hội cầu mưa của dân tộc Thái, xã Mường Sang, nghi lễ cầu mùa của dân tộc Giao, nghi lễ Pang A của dân tộc La Ha. Thông qua hội thi nhằm khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, tôn vinh các tổ chức cá nhân đã và đang cống hiến trong công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, đồng thời quảng bá văn hóa địa phương đến với đông đảo du khách. Thông tin từ Tổng Công ty Cảng Hàng Không, gần đây có nhiều cuộc gọi, email người dùng hỏi về nội dung tuyển dụng đăng trên trang web và các nền tảng mạng xã hội của công ty. Tuy nhiên, những thông tin này là không chính xác. Đối tượng lừa đảo đã mạo danh doanh nghiệp, tổ chức, tạo lập fanpage giả, sao chép bài viết, hình ảnh đã được đăng tải từ website chính thống hoặc các báo cáo điện tử, khiến nhiều người bỏ qua việc kiểm chứng, xác thực thông tin, làm theo lời dẫn dụ của các đối tượng lừa đảo, có nguy cơ trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tuyển dụng. Người lao động cần truy cập trang web chính thức của công ty hoặc liên hệ trực tiếp với phòng nhân sự qua thông tin liên lạc công khai để xác nhận tính hợp lệ của thông tin tuyển dụng. Tuyệt đối không dựa vào thông tin từ email hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc. Tin thời sự quốc tế, sau khi Israel phát hiện thi thể của 6 con tin ở Gaza, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các con tin còn lại đang bị lực lượng Hamas giam giữ. Ngày 1 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở giải Gaza và trả tự do cho những người còn bị Hamas giam giữ. Ông nhấn mạnh tin tức đau buồn này là lời nhắc nhở đau thương về nhu cầu phải trả lại tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin và chấm dứt cơn ác mộng chiến tranh ở Gaza. Cùng ngày, Thủ tướng Anh viết trên một bài đăng trên nền tảng X, trong đó kêu gọi Hamas phải thả tất cả các con tin và một thỏa thuận ngừng bắn phải được tất cả các bên đồng ý ngay lập tức để chấm dứt đau khổ. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công mới bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các nhà máy điện và lọc dầu của Nga. Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã gây ra hai vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Moscow và nhà máy Konakovo, một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn nhất ở miền trung nước này. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai tới nhà máy lọc dầu Moscow thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom để dập tắt đám cháy tại phòng kỹ thuật đặc biệt của nhà máy. Trong khi đó, tại nhà máy điện Konakovo đã phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo lửa bốc lên nhưng không làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện và khí đốt.
Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong trong cả hai cuộc tấn công trên. Hàng chục nghìn người Australia ngày 1 tháng 9 đã lâm vào cảnh mất điện sau khi một khối lượng khí lạnh tràn xuống Tasmania, băng hải đảo phía nam Australia, mang theo mưa to và gió mạnh. Thời tiết xấu đã gây ra hơn 280 vụ mất điện và ảnh hưởng tới khoảng 30.000 khách hàng. Thiên tai đã phá hủy nhiều đường dây điện và làm ngập nhiều cơ sở hạ tầng. Hiện các nhân viên ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố. Lực lượng tình trạng khẩn cấp đã ghi nhận hơn 300 cuộc điện thoại yêu cầu hỗ trợ trong 24 giờ qua. Nhà chức trách địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác với sự thay đổi thời tiết và không tự ý khắc phục nguồn điện. Thông tin thời sự quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.